bạn thì cái này không? Tức là cung tròn hay là cái lục giác hay bát giác mà gì vậy? Hồi nãy cái này là R đúng không? Sao cái R nó gãy chứ vậy? Là cái chất lượng hình ảnh á, mình đang giảm xuống, mình giảm xuống. Ví dụ như những cái cung tròn nó sẽ bẻ gãy gãy để cho cái cạnh hình ảnh chúng ta nó nhẹ bớt. Ví dụ bạn để mịn quá thì cái cạnh hình ảnh nó sẽ làm cái hiệu năng tối đa nó lên, nó nhanh xuống. Từ phiên bản 2015
Hoặc là